Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo channel của mình và mình là Nam Át nhá. Như anh em vừa theo dõi đoạn trước thì chú mèo mang tên Ngố của mình đây cùng với một chú nữa tên là Mun màu trắng ấy đã hỗ trợ mình trong quá trình đó là đập hộp chiếc màn hình mới 32 inch và hỗ trợ rất nhiều những cái công nghệ dành cho game thủ cũng như là YouTuber để có thể chinh chiến cùng với những tựa game mà mình yêu thích. Về cụ thể thì chiếc màn hình mà khiến cho cả hai chú mèo của mình cũng cảm thấy vô cùng thích thú thế này thì liệu nó sẽ có những cái điểm gì hấp dẫn? Hãy cùng với mình trải nghiệm ngay qua video đập hộp ngày hôm nay nhá. Cùng mình khám phá ngay thôi. Let's go! Như anh em vừa thấy thì mình đã vừa đập hộp cùng với anh em chiếc màn hình BenQ này và bên trong nó có rất nhiều những cái phụ kiện nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, đấy của BenQ. Cái này dành cho những anh em nào mà chưa bao giờ sử dụng màn hình, những cái màn hình kiểu như là có nhiều công dụng như thế này ấy thì chúng ta sẽ phải sử dụng nó bởi vì nó sẽ có thêm một cái điều khiển ở đây nữa anh em ạ. Đấy. Và bình thường thì mình chưa thấy một cái màn hình nào mà từ trước đến giờ mình được tiếp cận nhá là có một cái điều khiển cả. Đấy, đây là lần đầu tiên mình thấy cái điều này luôn. Và tí nữa chúng ta sẽ thử test cái điều khiển này xem nó thế nào nhá. Bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có một sợi cáp. Tiếp theo chúng ta sẽ có một miếng này. Miếng này là một miếng silicon, có lẽ là để lót cho cái đế. Thì tí nữa mình sẽ thử xem rốt cuộc cái này nó sẽ lắp vào đâu. Ở đây thì sẽ là một cái chân đế này. Chân đế này rất là quen thuộc. Ở đây chúng ta sẽ có thêm sợi cáp HDMI nữa và các nguồn dành cho chiếc màn hình. Thì nó cũng giống như chiếc BenQ trước đây mình có review thôi. Màn hình mà thì phải có cáp cùng với đó là có nguồn đúng không? Không làm sao mà cắm vào máy tính được để có thể sử dụng. Ở đây là một cái cục nữa để connector giữa cái phần chân đế với phần màn hình. Đấy, nhìn rất là quen luôn. Ở đây mình sẽ để sang một bên và chúng ta sẽ đến với cái màn hình ở ngay phía bên dưới này nhá. Trời ơi, 32 inch nó phải khác cọp đâu anh em. To đùng luôn. Trong khi bình thường thì mình sẽ chỉ sử dụng những chiếc 24 inch thôi. Hiện tại mình đã dùng một chú 144Hz của BenQ luôn. Và chú đấy thì thực sự phù hợp với việc chơi game FPS. Còn chú màn hình mà mình review ngày hôm nay ấy, nó sẽ tần số quét nó chỉ có 60Hz thôi. Tức là nó sẽ chỉ phù hợp với những tựa game trên PS4 hay là sắp tới sẽ là PS5 hoặc là những tựa game đi cảnh ở trên PC với mức khung hình từ 60fps đổ xuống thì nó sẽ rất là phù hợp. Được rồi, xem nào. Bây giờ mình sẽ gỡ cái màn hình này ra nữa nhá. Trông khá là đẹp, ngay ở phía mặt sau nó đã rất là đẹp rồi và có hỗ trợ loa luôn anh em ạ. Có hỗ trợ loa ngoài luôn nhá. Và cái loa ngoài là loa xịn luôn chứ không phải là những cái loa ngoài cho có như một số những cái màn hình khác. Vậy là mình đã vừa mới lắp chiếc màn hình mới này vào cái bộ PC của mình. Và anh em mình sẽ cùng nhau test thử tất cả các tựa game với thiết lập độ phân giải đó là 4K nhá. Để xem rằng là với những cái tựa game mà mình hay chơi thì cái màn hình này nó có phù hợp hay không. Và những tựa game nào thì sẽ thực sự là phù hợp với cái chiếc màn hình này. Đầu tiên mình sẽ đến một cái tựa game đang khá là hot ở thời điểm hiện tại, đó chính là Valorant. Mặc dù chưa ra mắt tại Việt Nam nhưng sớm thôi nó sẽ có mặt tại quốc gia của chúng ta do là VNG phát hành. Hiện tại thì mình đã để cái độ phân giải lên cao nhất 4K trên cái màn hình này vào cái tựa game này. Và rất tiếc là chỉ có tần số quét là 60Hz, cho nên là cái mức FPS chúng ta có thể nhận được cũng sẽ chỉ là 60 thôi. Giờ mình sẽ thử vào phòng tập nhá. Và nói trước với anh em luôn là trong cái video này thì mình sẽ test cùng với anh em bằng âm thanh của loa ngoài màn hình. Đây, anh em đang nghe thấy đó là loa ngoài của cái màn hình này. Ở phía bên hông bên phải này thì anh em sẽ có nút bật tắt màn hình này, xong phía bên trên sẽ là một cái nút để anh em mình có thể điều chỉnh được ánh sáng các thứ. Và rất hay là cái này nó sẽ dạng con lăn, anh em có thể gạt lên gạt xuống, gạt sang trái gạt sang phải ở cái phim đấy. Đây thì mình này, đây gạt sang phải này, gạt sang trái này, gạt xuống dưới xuống dưới xuống dưới xuống dưới, lên trên lên trên lên trên lên trên. Đấy, cực kỳ xịn sò luôn. Và ở trong video này thì mình sẽ đang lựa chọn đang sử dụng loa ngoài thay vì tai nghe. Đây anh em nghe này, đấy loa ngoài của màn hình đàng hoàng nhá. Và âm thanh thì cực kỳ là rõ ràng sắc nét luôn, không hề đi lên một tí nào cả. Mình sẽ ví dụ mình chọn một âm tớ cho này và mình sẽ bắn thử xem FPS nó sẽ như thế nào nhá. Đấy, Anh em có thể điều chỉnh cái phần volume của màn hình ngay ở góc bên dưới, đúng hệt con lăn của chuột của mình ấy. Đấy, thì anh em có thể lăn nó sang trái này để giảm âm thanh này, đấy, hoặc là lăn nó sang bên phải để tăng âm thanh lên. Và nếu anh em chơi những cái tựa game đi cảnh, ví dụ tí nữa mình sẽ test với The Forest chẳng hạn, hay là GTA 5, sắp tới đây chúng ta sẽ được miễn phí cả con ARK Survival nữa, thì cái màn hình này nó sẽ cực kỳ hợp lý với những tựa game như vậy. Ok, giờ thì mình sẽ mua một khẩu súng và mình sẽ xây thử nhá. Vậy là với việc có chỉ có 60 fps thôi, tần số quét 60Hz đấy, thì mình chơi game nó sẽ không thể nào vượt mà được như là khi mình đang sử dụng cái màn BenQ cũ trước đây phía bên tay phải này. Cái màn 144Hz rõ ràng là nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc là chơi một cái màn 60Hz. Nhưng đấy cũng sẽ là cái giá chúng ta cần phải đánh đổi khi mà anh em mình chơi với một cái độ phân giải cao, rồi lại còn sắc nét và đẹp nữa, thì nó sẽ thực sự là phù hợp với những cái tựa game mà anh em mình chơi hay là giải trí xem phim các thứ ấy, nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Mình sẽ để max volume lên cho anh em nghe thử xem mà cái mức độ âm thanh nó sẽ như thế nào nhá. Giờ thì chúng ta sẽ đến với đó là tựa game Crossfire Zero, và mình sẽ để độ phân giải lên cao nhất xem liệu nó có hỗ trợ cho chúng ta luôn là 4K không, và có. Đấy, câu trả lời của chúng ta là có luôn nhá, 4K, và mình sẽ để full cấu hình luôn, tất cả đều là ultra hết, với một con cam màn hình là chỉ 1070 thôi. Đây, úi sồi, nhân vật của mình thì thôi, mượt luôn. Bây giờ mình sẽ bắn thử một trận bình thường luôn nhá, và mình sẽ phải hạ cái âm thanh xuống thôi, còn thì nó sẽ rất là to. Đây, mình sẽ để mức là khoảng một nửa, 35 thôi. Với Crossfire Zero thì nó lại mượt hơn rất là nhiều anh em ạ. Nó lại mượt hơn so với Valorant nhiều. Có lẽ cũng là do cái engine của hai tựa game này khác nhau thôi. Vậy như anh em đã thấy đấy, với chất lượng hình ảnh rõ ràng đã được tăng cường lên rất nhiều. Tuy nhiên là nó sẽ hơi lag một chút, do là chúng ta sẽ chỉ có thể chơi được ở mức khoảng 60 fps thôi mà. Cho nên là với những cái tựa game mà mang cái tính chất nó hardcore như này sẽ rất là khó để anh em mình có thể làm quen và chơi được. Nhưng mà khi mà chúng ta chơi ở trên những cái tựa game kiểu như là ngay bây giờ chúng ta cùng test, nó sẽ rất là khác biệt nhá. GTA 5, một huyền thoại của làng game không thể nào thiếu được trong clip review ngày hôm nay của chúng ta. Chính vì thế, 4K ở trên con GTA 5 này, một tựa game đã khá là nhiều tuổi rồi, liệu nó có ổn hay không, và liệu trông nó có đẹp hay không khi mà đã có hỗ trợ thêm cả HDRI. Chúng ta xem thử nhá. Hiện tại thì mình đã để cái mức thiết lập ở trong GTA 5 lên, nó là 4K, cùng với đó là các cái thiết lập gần như là đều đã để ở mức cao nhất. Cho nên là về mặt hình ảnh thì anh em có thể thấy là cực kỳ đẹp. Ngoại trừ việc là cả màn hình của mình nó hơi yếu một tí nên là FPS nó sẽ không được cao thôi. Ngoài ra ấy, thì chất lượng hình ảnh là cực kỳ tốt. Đây này, từng cái lá cây, từng ngọn cỏ nó đều được hiển thị rất là rõ ràng, và màu sắc thì khá là đẹp luôn. So với cái màn hình 144Hz của mình thì rõ ràng là đây là một cái điểm cực kỳ vượt trội rồi. Nó không thể so sánh được giữa một con màn hình chuyên FPS và một con màn hình chuyên về những con game đi cày, thì rõ ràng đây là hai cái thái cực nó cực kỳ là khác nhau luôn. Thế nên là những anh em nào có ý định mà muốn chơi những cái tựa game kiểu như thế này, không quá try hard, không quá hardcore, không quá theo kiểu là bắn nhau cục xúc theo góc nhìn thứ nhất đấy, thì đây sẽ là màn hình dành cho anh em đấy. Khác hoàn toàn với ba tựa game trước, Poco Mobile hay Mobile và những tựa game giả lập khác nữa, thì anh em sẽ chỉ có thể thường là chơi được với mức khung hình tối đa là khoảng 60 fps. Chính vì thế thì chiếc màn hình này lại vô cùng là hợp lý, và hiện tại mình đang có test Mobile với độ phân giải là 2K. Đơn giản là vì cái giả lập hiện tại nó chỉ hỗ trợ tối đa đến 2K mà thôi, và bật tất cả cấu hình lên cao nhất thì như anh em thấy đấy, hoàn toàn không hiện tượng giật lag gì cả, và chơi cực kỳ ngon và mượt mà trên cái màn hình này. Anh em có để ý lúc nãy trong khi mà mình đập hột đấy thì nó xuất hiện một cái cục cao su này đúng không? Mình đoán rằng chức năng của nó chính là để đặt cái điều khiển lên đây này. Đấy, rồi chúng ta sẽ đặt cái cục cao su cùng với điều khiển lên những cái vị trí mà ở trên bàn làm việc của chúng ta ấy, trông cho nó xịn sò và không bị bỏ quên một cái điều khiển ở đâu đó. Còn về cái điều khiển này Đây chính là cái thứ khiến cho chiếc màn hình này trở nên giá trị và khác biệt so với những cái màn hình còn lại trên phân khúc. Chúng ta sẽ có thể điều khiển được rất nhiều những chức năng, ví dụ như là bật tắt HDR các kiểu này. Đây, anh em nhìn vào cái góc bên dưới phía bên phải màn hình nhá. Đấy, chúng ta sẽ có chế độ cinema này, game này, display HDR này. Đấy, và có thể là tắt đi luôn. Ngoài ra thì cái nút mà lúc nãy mình có bảo với anh em là cái nút mà xoay được ấy, đấy nó sẽ có luôn ở trên này. Đây mình sẽ bấm thử này. Đấy. Đấy, anh em có thể gạt sang trái sang phải rồi lên xuống và bấm nút ở giữa là để lựa chọn một cái chức năng đấy để chúng ta có thể điều chỉnh. Nói chung là cái điều khiển này cực kỳ xịn luôn. Nó sẽ thay thế hoàn toàn cho các cái phím bấm phía đằng sau và anh em không cần phải giở tay phía đằng sau mò nữa. Nó sẽ tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều những cái chi tiết cũng như chức năng và giúp cho cái màn hình này trở nên hiện đại hơn trong những cái phòng máy của anh em mình. Vậy là trên đây anh em mình vừa mới cùng nhau trải nghiệm qua một chiếc màn hình 32 inch 4K HDR có hỗ trợ rất nhiều những chức năng như là Eye-care có thể bảo vệ mắt của anh em này trong quá trình chơi game lâu dài, cùng với đó là hỗ trợ rất nhiều những cái chức năng riêng biệt, kể cả đó là loa ngoài nữa. Khi mà anh em chơi game hay là xem phim sẽ cực kỳ là thoải mái luôn và chúng ta đôi khi không cần đến chiếc tai nghe nữa. Đối với cá nhân mình thì chiếc màn hình này sẽ có hai điểm mà có thể khiến cho mình xuống tiền. Thứ nhất là hệ thống loa phía đằng sau và thứ hai chính là cái điều khiển này. Anh em có thể tháo lắp pin cực kỳ dễ dàng với cái nắp lưng phía đằng sau, dàn lên một cái thôi là chúng ta có thể thay được viên pin 3V ở đây và chắc chắn là phải rất lâu chúng ta mới cần đến điều đó. Nếu như anh em có nhu cầu mua chiếc màn hình này cho công việc đó là giải trí cũng như là tác vụ văn phòng và chơi game thì hãy nhấn ngay vào link phía dưới mô tả video mình đã có để sẵn nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi và review ngày hôm nay. Chúc anh em một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo nhé. See ya.